Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Hạt Giống 37 nhé. Đây là loại hoa màu gà mà bên mình đang trồng thử nghiệm thực tế. Hôm nay là mình quay video lại, review lại cho tất cả các bạn xem nhé. Đây là loại cao màu đỏ các bạn này, còn bên kia là màu vàng. Đấy. Và đây là màu hỗn hợp, nhiều màu khác nhau. Hiện tại là bên mình đang trồng thử nghiệm thực tế nhiều loại khác nhau, ví dụ như là màu hỗn hợp này, rồi là màu đỏ này, màu vàng này, bên kia cũng hỗn hợp, rồi là màu gà búa, rồi đây là màu gà búa các bạn này, cái luống này bên mình trồng này. Hiện tại thì bên mình thử nghiệm nhiều loại khác nhau để so sánh, rồi là cho tất cả các bạn đánh giá xem màu nào đẹp hơn thì các bạn lựa chọn để trồng, để làm cảnh. Hoa này thì bên mình trồng trước Tết thì bên mình cũng chả chăm sóc gì hết, tại vì không có thời gian. Các bạn nhìn xem là cây cỏ dại nó phát triển, nó chen lẫn với hoa. Đấy. Nếu mà mình trồng và mình chăm sóc tốt cho nó thì nó còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đây là bên mình không có thời gian, nên là vào dịp Tết nữa, nên là cũng không có thời gian chăm sóc, nên là nó phát triển như thế này. Thì các bạn thấy là sức đề kháng của nó khá là tốt, nó chen lấn với cỏ dại để nó phát triển đó. Mình cảm thấy là nó rất tốt và nó có nhiều màu khác nhau các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn xem, nó màu, các màu rất đẹp luôn các bạn nhé. Hiện tại là bên mình nó còn nghiên cứu thử nghiệm và cung cấp loại giống này. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể truy cập vào trang web là hatgiong37.com.vn để xem thêm thông tin chi tiết. Hoặc là các bạn có thể bình luận dưới video này nhé. Sẽ có nhân viên bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Đấy, thì đây là hoa hướng dương nhưng mà vừa rồi là bị đợt gió nó quật đổ hết. Đấy, các loại hoa khác nhau. Đây là màu gà búa nhé các bạn nhé. Màu gà búa rất đẹp luôn đấy. Các bạn xem, khá là tốt nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này nhé.